Bây giờ chúng tôi sẽ mở nắp máy băm chuối đa năng Capio TK3000 cho các bạn xem kết cấu bên trong. Máy được nắp lưỡi dao, nhíp thép rèn công nghiệp, hai lưỡi sắc bén và 16 lưỡi dao băm inox. Bên dưới thì ta có hai thanh gạt để khi mà nguyên liệu vào băm nhuyễn rồi thì nó thể gạt ra ngoài. Máy thiết kế rất là chắc chắn. Thùng máy thì được làm bằng thép mạ kẽm dày 2 ly 2. Khung của máy thì được làm bằng sắt V4 dày. Máy có hệ thống máy xe và tay đẩy, rất tiện di chuyển. Máy sử dụng động cơ 100% dây đồng, có công suất là 3 kW, 4 HP, tốc độ vòng tua là 1.500 vòng trên phút. Motor của máy được bảo hành 18 tháng và lỗi 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng đầu. Máy tích hợp thêm CV chống giật, an toàn cho người lao động. Máy sử dụng trục bạc đạn của Nhật, dây cua lõi B, bánh xe bằng cao su. Sau khi máy sử dụng xong thì ta có thể vệ sinh máy bằng cách tháo nắp ra và xối nước trực tiếp vào đây. Máy sẽ rửa sạch và ra bằng đường thoát này. Hệ thống nắp của máy thì có 4 thanh gài rất là chắc chắn. Sau khi các bạn sử dụng xong thì các bạn có thể cuốn gọn dây điện lại và đưa chiếc máy này của mình vào trong kho để tránh mưa gió ẩm ướt. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.